Khoa, ai đây? Con chào U. U sang đây có việc gì đấy? À mà này, thằng Phú nhà U nó vừa đi về xong. Ừ, không có nó ở đây càng tốt. Mày cho U gặp thầy Hải một tí. Gặp nhà con á? Ừ. U có việc gì? Chả là U xin mãi mới được cái ngày sinh tháng đẻ của con Thoại. À. Bây giờ U muốn sang hỏi thầy em có cái gì không? Bởi vì có thờ có thiêng có kiêng có lành. À. Mà này, cái thằng Phú nhà U ấy, nói cái chuyện đi xem như này nó cứ dễ đành đạch ấy. Con hiểu rồi. Ê đây con mời U tọa xuống đây. Ừ. Để con vào nhà con bảo nhà con ra tiếp U nhá. Ừ rồi. Vâng. Dặn ông nhé, mẹ thằng Phú chim sang đây là xem ngày giờ cho thằng Phú với cả con Thoại. Ông xem cho nó cẩn thận nhá, không có thằng Phú chim nó sang nó đốt nhà mình. Việc đấy là việc của tôi, không việc gì đến bà, để tôi lo, nói nhiều. Này, nhắc lại một lần nữa nhá, kể cả là ông thấy cái gì xấu là ông phải chuyển thành đẹp, ông nhớ chưa? Cái gì phải đẹp nhá. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chào bác. À dạ, em chào thầy ạ. Sao? Dạ. Thế nào? Đây ạ. Cái ngày giờ này là chính xác chưa? Dạ, chắc như đinh đóng cột đấy thầy ạ. Thế nếu mà chiếu theo cái ngày giờ này ấy, thì là sẽ có xảy ra một vấn đề rất nho nhỏ đấy. Dạ, may quá thầy ạ. Tôi cũng mong rằng là các cháu nó thuận lợi để cho chúng nó cưới sớm. Mà ngay đầu năm nay tôi cũng có xối làm nhà đấy ạ. À, thầy vừa nói là có vấn đề nho nhỏ là vấn đề gì thầy nhỉ? À, nhỏ đây tức là nếu đúng theo cái ngày giờ này dạ, hai đứa nó cưới nhau thì nó sẽ xảy ra một vấn đề là một trong hai đứa sẽ chột, tức là chết trước 35 tuổi. Ôi dồi, vấn đề như thế mà thầy bảo là nhỏ ạ? À? Nhỏ thôi không sao, chị cứ sửa soạn một cái lễ, còn lại là tôi lo hết. Rồi ôi, thế này thì không thể lễ lạt gì nữa đâu ạ. À. Thầy thì biết đấy, tôi chỉ có mỗi thằng Phú, mà nó có nhớ làm sao thì tôi biết ăn nói như thế nào ạ? À? Chị không phải lo, thằng Phú nó ế, cả xóm trên xóm dưới ai mà chả biết. Tôi sẽ lo cho nó một cái lễ, chị chỉ việc đóng ít tiền vào là mọi thứ sẽ suôn sẻ hết ngay. Ôi thầy ơi, không thể được đâu, nghiệp chướng nó lù lù như thế, tôi không thể làm lễ lạt được. Rồi ôi. Chị đã tín thì phải tin được thầy chứ. Thầy bảo tôi không tin thầy để tin ai ạ? Nhưng nghiệp chứng nó lù lù như thế, động vào một cái là toi mạng luôn đấy ạ. Mà thôi, không lấy nó thì lấy người khác thì làm sao? Tôi không có lễ lạt gì, tôi không đồng ý. Tôi chào thầy, tôi đi về đấy ạ. Dạ. Thôi, em chào thầy ạ. Cái trời ạ, nói rồi không nghe. Hả? Bây giờ to chuyện chưa? Đúng là cái đồ nha, cá không ăn muối cá ướt. Này, tôi có phải con của bà đâu mà chỉ trò trò thế à? Người ta muốn ấy là thằng Phú chim ấy nó cũng được vui vẻ mà mình cũng được kiếm một tí, mới bảo lo cái lễ. Ai ngờ bà này bà mê muội quá. Tất cả là tại ông. Em uống nước đi. Uống nước nồi cái gì nữa? Em uống ở đâu? Bây giờ chuyện như nào? Thì mẹ anh vẫn khăng khăng là không cho cưới. Bây giờ phải làm thế nào hả em? Làm thế nào nữa? Em mặc kệ anh đi. Ok, sao lại kệ? Bây giờ tình yêu phải từ hai phía á. Phần âm có, phần dương có, mới cộng hưởng vào nhau. Bây giờ bảo kệ, kệ là kệ như nào? Em không biết đâu. Mà mẹ đi xem ở đâu? Thì chắc là đi xem ở cái chỗ lão Hải Bịp ấy. Mà cái lão Hải Bịp này nhá, tắc quái thật. Giúp gì không giúp mà toàn phá đám thôi. Lão Hải Bịp à? Em có làm biết tay. Được. Cú. Mẹ à? Mẹ nói như thế nào? Đi về nhà ngay. Dạ. Cháu chào bác ạ. Mà cháu thông cảm cho bác. Nhà bác độc đinh có mỗi thằng Phú. Nhỡ mày nó làm sao ấy. Thì nhà bác tuyệt tử tuyệt tông con ạ. À. Làm sao là làm sao hả bác? Ô, thế thằng Phú nó không nói gì với cháu à? Nói gì? Chả là thế này, hôm qua bác có đi xem thầy chuyện của hai đứa. Thầy có nói như thế này, tuổi của hai đứa ấy là đại kỵ đại sung. Mà cứ cố lấy nhau ấy thì sẽ một đứa chết yểu đấy. Kìa. Thật hả bác? Trời ơi, chuyện tày trời như thế làm sao bác có thể đùa được.
Mẹ buồn cười thật đấy. Bây giờ suốt ngày cứ đi xem bói xem toán. Mấy cái mê tín dị đoàn ấy mẹ tin làm cái gì? Ô tại sao mẹ lại không tin chứ? À, có thờ có thiêng có kiêng có lành. À, mày có nhớ làm sao thì làm sao mẹ sống nổi được cơ chứ? Ừ. Mà thôi, đi về. Ừ. Đi về mẹ kiếm cho đứa khác. Không. Mà thôi, cháu đừng khóc nữa. Bác đã quyết rồi, bác quyết là bác quyết rồi. Ôi, bác ơi, bác quyết đúng quá. Hả? Cháu nói thật với cả bác là cháu cũng cảm ơn bác. Vì bác đã nói sự thật này cho cháu. Cháu yêu anh Phú đây thì cũng yêu nhiều. Nhưng mà cháu sợ lắm bác ạ. Hả? Thôi, cháu với bác là từ nay cháu sẽ không ở gần anh Phú nữa đâu ạ. Ê! Rồi ạ. Chị của mẹ anh chích cầm như dù như ngã mấy nhặng ngon chứ cô chú mà anh ơi. Ý em là như nào? Ý như nào nữa? Từ bây giờ nhá, tránh xa cái mặt tôi ra. Tôi yêu anh rất là nhiều nhưng mà tôi không muốn bị chết nghe chưa? Okay. Lấy anh về để xong rồi tôi bị đuôi què mẹ sứt. Okay. Thế nhá. Tạm biệt. Đừng có bao giờ đi lặng bao giờ ở gần dân nữa. Ok. Chào bác con về ạ. Thoại ơi em nỡ lòng nào mà em bất dây chuông em luồn dây điện. Nỡ lòng nào em bỏ anh sao à Thoại? Phương à? Phương! Thoại! Thoại ơi! Thoại! Mẹ ơi! Thoại ôi con! Thoại đi kia đi! Về! Mẹ! Thế bây giờ U Định tính thế nào? Rồi biết thế nào mà tính? Ai ngờ con bé nó còn trẻ tuổi mà nó mê tín đến như thế. Vừa ấy nói một cái chưa kịp can ngăn gì nó đã bỏ phứt thằng bé. Rồi khổ ghê lắm cháu ạ. À. Nhưng mà nói thật, lỗi một phần là ở mình. Thôi, U không nghĩ ngợi gì đâu. Để con vào nhà xem tình hình được cứu trị như thế nào. Ừ, con động viên nó nhá. U ơi. Này, làm cái gì thế? Chị Hoa này đang mơ đẹp. Bà nói chuyện với bù ngoài kia xong. Bà bảo sao? Khẳng lắm. Thế á? Lo. Thế á? Khả năng chuẩn bị làm cái lễ để tác hợp cho hai đứa với nhau. Phải công nhận con Thần Thoại, con nước mắm Thần Thoại trông thế mà cao tay như thế này. Chính vì Thần Thoại cao tay nên thành thử ấy, cái form của Thần Thoại có dài ra được đâu. Ôi mẹ. Hả? Ôi Thoại ơi, anh xin mày, mày ăn gì anh cúng. Chứ bây giờ mày không đồng ý, mẹ nó cứ sang nó quấy rầy anh. Rồi vợ anh ấy, ngày nào nó cũng lôi anh ra để nó mắng nhiếc. Còn thằng Phú ấy, nó dọa nạt anh. Thôi mày thông cảm, mày lo cho anh nhá. Thôi, anh nói như thế, anh phán như thế. Còn mà anh cắt thêm tiền ấy, cắt thêm kẹo anh cũng chả dám lấy anh Phú đâu. Anh đảm bảo, mày chỉ cần làm cái lễ bé bé là xong, mọi chuyện anh lo hết. Trời ơi, lễ bé bé thế lễ lạt mà như thế á, xong rồi các cụ thấy như thế các cụ không chứng cho em thì để em chết à? Không, mày không chết được. Mày có chết thì chết già thôi chứ không bao giờ chết vì thằng Phú Chim cả. Chả biết, em nói thật với anh nhá, mẹ chồng em ấy là hay sót của lắm. Đến lúc làm lễ cụ lại tiết kiệm. Thôi em trả chơi. Thôi anh xin mày đấy, không phải của nà gì cả. Bao nhiêu tiền lễ lạt ấy là anh Hải mày lo hết. Mày không phải lo gì cả, thế được chưa? Thật không? Thật. Thề không? Úi giời, thề mà bố. Anh thề với em. Chào thầy ạ. À, chào bà. Dạ. Tôi nghe cháu Thải nó nói là thầy đã lo sắm lễ cho chúng nó rồi ạ. À? Lễ lạt là ở tâm. Cần gì phải làm đình đám. Dạ. Nén hương hoa quả tôi đã thắp cho rồi. Bây giờ chị cứ nghe tôi. Lên chùa lễ đến một tuần là giải duyên giải nghiệp cho các cháu. Thế mà thầy không nói với tôi từ trước, làm tôi hốt hoảng. Tí nữa để không có đứa cháu này mà ẵm bế. Tôi cũng lo mướt mồ hôi. Làm cái nghề này ấy, nó cũng khó khăn lắm chị ạ. Dạ, vâng ạ. Thế thôi cảm ơn thầy nhá. Tôi về ạ. Ừ, về nhé.
nhà bà xuống núi rồi phải không? Vâng anh ơi, mọi chuyện êm xuôi hết cả rồi. Hay quá. Này, vợ chú đã ra tay thì gạo xay ra cám dạ. Cô Thoại đấy. Sao đã giỏi bằng anh Hải bịp được. Né cái lễ rõ là nhanh, anh nhở. Thầy là thầy phù thủy đền gà đấy. Này, tốn bao nhiêu tiền để làm mười mấy mâm ấy. Thầy là thầy khuyên mẹ cô chú lên chùa để vừa thanh thản lại vừa tiết kiệm, chả tốn đồng nào cả. Hè, cô chú phải cảm ơn thầy mới đúng. Cảm ơn thầy, em thao này đốt nhà anh là may lắm rồi đấy. Suốt ngày ba hoa chích chòe rồi làm đạn cái xóm này lên. Làm cho mẹ em phú chim mà suýt nó thì chua kết chúng mình. Một mặt vào mặt anh rồi không sao. Chú có cô. Ôi, các con ơi mẹ. Chào thầy ạ. Xong hết cả rồi con ạ. Nhờ thầy Hải chỉ bảo mẹ lên chùa làm lễ, bây giờ mình chỉ yên tâm cưới hỏi thôi con ạ. Thế thì mình cưới luôn mẹ nhá. Ngày mai mình sang dặn nó, ngày kia là mình đón dâu luôn. Cái thằng này chỉ được ấy, cái hấp tấp đấy. Con ấy cưới vợ cứ nhờ đi đóng tiền điện ấy. Này, để mẹ còn lo tiền chứ, ít ra cũng phải mất vài chục triệu đấy con tưởng à. Cái số tiền con đưa cho mẹ là đủ mà. Ôi hay, tiền đấy mẹ đem lên chùa mẹ lễ hết rồi. Lễ gì hả ba, lên chùa là ăn chay niệm Phật chứ làm sao mà mất nhiều tiền thế. Tôi lên chùa, người nhà chùa mới nói rằng là gia đình nhà mình là oan gia trái chủ. Phải giải đi thì mới lấy được nhau. Thế nhất là con ấy. Dạ. 40 kiếp trước con sát sinh mà con đã giết mấy chục con chim cái rồi. Bây giờ chim nó về nó thủ oán. Bây giờ là phải nuôi chim sống, mà nuôi chim sống con biết không? Nuôi 81 ngày. Phải đủ 81 ngày để trả lễ, không á chim nó thủ cho chết non ấy. Ôi chết. Thế có cả chuyện đấy nữa cơ hả mẹ? Thế mẹ làm hết bao nhiêu tiền ạ? Thì nhà chùa bảo bác là 40 triệu. Ôi giời. Mà mỗi kiếp 1 triệu mà không giả đủ á, nó lại theo tiếp về 40 kiếp nữa. Ôi dồi ôi, bác nghe bác sợ quá, thế là bác phải giả luôn đấy. Bình tĩnh anh ơi. Chưa? Con giật rồi. Đấy đấy, nước vào là hết. Tỉnh chưa anh? Nước vào là hết rồi. Tỉnh đi con, không sao đâu. Mẹ có biết cái số tiền đấy con đã dành cả tuổi thanh xuân nuôi chim, chăm chim, bán chim mới có được không? Kìa con, khổ quá thôi, của đi thay người mà tại sao con cứ tiếc như thế? Con yên tâm đi, chim nó đẻ rồi là chẳng mấy lại đời lại thừa cái số. Con đẻ 10 lứa nữa cũng không đủ đâu mẹ. Vô lý nhỉ, tiền con để trong tài khoản mà. Lúc mẹ đi con có đưa tiền mặt cho mẹ đâu. Thế mới hay chứ. Hả? Con biết không, nhà chùa người ta tốt lắm, người ta tạo điều kiện cho mình chuyển khoản cơ mà. Hả? Nếu không có thì mình trả góp, còn không có nữa thì sẽ làm công ích, con hiểu chưa? Ôi trời ơi. Này, thôi đừng nấc nữa. Này chị ạ, cho em hỏi là chùa nào đấy hả chị? Đây là gọi là công nghệ cao đấy, 6G đấy, 4.0 đấy. Chị cho em địa chỉ để em lên học tập kinh nghiệm. Mà Phú này, mẹ nói không quên này, tiền đi lễ là 40 triệu, mẹ đã trả 35 triệu rồi. Còn 5 triệu nữa là người ta yêu cầu mình là trả góp. Mà bắt đầu trả từ tháng này, mỗi tháng 1 triệu, con nhớ chưa? Con phải lo đấy. Tại làm sao mà mẹ cứ u mê như thế? Sao mà con lại cứ trách mẹ nhỉ? Con đừng có báng mồ kiểu đấy. Mẹ nói cho con biết nhá, mẹ đi lễ chùa đàng hoàng, mà chính thầy Hải đây chỉ bảo cho mẹ hẳn hoi nhá, không phải mẹ đi vớ vẩn nhá. Này, bây giờ thì như nào đây ông Hải Bịp? Như nào con? Nghe thầy nói này, con này chùa ấy mà cho trả góp với cả chuyển khoản ấy là nó ngoài sức tưởng tượng của thầy. Thầy phải học tập dài dài. Thầy đi đây. Kìa, rồi con, rồi. Trời ơi, đúng là oan gia trái chủ. Kinh thế nhỉ? Lùa rồi. Từ sáng đến giờ tao ngửi cái mùi này ở nhà. Ôi. Giờ vẫn ngửi cái mùi, đau hết cái đầu về mùi. Chắc là cái mùi rác rửa gì thôi chị ơi. Rác gì? Rác gì mà lại thối như thế? Tao đồ rằng cái mùi này ấy, nó phải là loại chuột chết. Mà chuột đi thì lại phải là có chuột mà bị coi như là ghẻ lở hắc lào mà lang quen. Chí tổ đỉa các loại. Ôi, kinh quá cơ. Thôi, chị dọn em luôn bát mì ấy, ha?
Đang ăn mà chị bảo thối rồi bệnh tật thì ghê quá, thì dọn dọn giúp em. Cơm tránh trẻ. Ơm, cách quen gì mà coi như là ăn ghi sổ những là ba quyển chứ vẫn chưa hết. Mùi thối như thế mà ăn ngon lành gần hết bát mì rồi còn kêu. Chảnh quá đấy. Thối thế chứ. Cái này đấy nhỉ, dễ chừng đúng là cái bờ mương nhà mình đấy này. Ngửi trong gió nó có cả mùi bèo. Khiếp. Này, chị Tú này. Mày ngửi mà xem. Em nghĩ là ngày xưa là chị có được đào tạo về vấn đề nghiệp vụ không? Mày bảo ai là chó đấy? Không phải, ý em hỏi là chị có phải tuổi Tuất không, sao mà thính thế? Mùi này thì là mùi rác thôi mà, chịu khó ngửi tí đi. Em nghĩ là mấy hôm nữa là nó cũng trôi đi hết rồi mà. Mùi chuột trước nó trôi hết rồi. Trôi đi, mày ngửi thế này mà mày chịu được à? Bây giờ này thôi, mấy hôm nữa nó nắng lên nhá. Xin lỗi mày ăn không ngon, ngủ không yên đi. À, có khi tình hình này nó ta phải đi báo ông Bắc Bôn xem nào để kiểm tra. Thì ông ấy đi du lịch rồi, không có ở nhà đâu. Đi du lịch thì ta báo với tổ phó. Hả? Tổ phó là ông trẻ, ta lại càng thân. Ờ kìa, thì chị hay thật đấy. Nhưng mà em thấy là cái sự việc gì nó cũng có to tác đâu. À, cái mùi này nó nặng hơn cái mùi phân chim nhà em một tí, có sao đâu. Không to tác. Ta nói cho mày nghe, không đi báo đi để cho cả cái xóm nó bị ung thư mũi à. À, ôi. Tao thì tao quan trọng sức khỏe lắm. Mày á, về xem mấy con chim rồi đi. Kéo giờ đang ngộ độc mùi á, há mồm nó chết ở nhà rồi. Chị phủi phui cái mồm chị đi. Đang đợt ấp trứng đại bàng đấy, đừng có đùa. Mà em nói thật chị, em đã thấy đủ đen lắm rồi. Đừng nói cho nó đen thêm nữa. Sao đây? Nhà mày có chuyện gì đen nhỉ? Sao kể chị? Không phải nhà, mà là cả cái xóm hóm đây này. Chị hiểu không? Bây giờ đang ngửi cái mùi này này. Nó thối như này rồi, bây giờ chị báo cho cái ông trẻ, ông tổ phó nhà chị nhé. Chị thừa biết cái tính ông ấy. Đầu tiên ấy, ông ấy xem đập cửa từng nhà và ông sẽ phát tờ rơi bảo rằng là giữ vệ sinh chung. Sau đấy ông sẽ thu phí vệ sinh. Sau đấy ông sẽ bảo cả cái xóm hóm này đi ra bờ sông dọn rác. Ha? Thế nào? Chị thấy thế nào? Ha? Chị có thích thế không? Mày quách tỉnh hết đấy. Bây giờ chị mới nghĩ ra. Trời ơi, người như thế này còn sống ngoắc ngoải được. Chứ bây giờ nghe ông trẻ giảng giải 3 tiếng xong rồi thu tiền thì chắc tao chết đột tử luôn. Ôi trời đất ơi, mỏi như hết cả người. Ngả lưng chợp mắt tí nào. À, và con lại các cụ. Các cụ phù hộ độ trì cho con. Khi con ngủ ấy, các cụ báo mộng cho con lô. Để tối con dậy, con quất một phát. Lâu lâu ấy, không được bữa bia. Háo quá. Anh chỉ muốn lạ quá, sao cụ hiền linh về nhanh thế này nhỉ? Mày thiếu tiền làm đám cưới
cho nên làm liều. Quê tao chở hàng quốc cấm à? Ui xưa, xưa, cấm đoán gì đây? Thế chuyện gì? Em tính nhờ anh chở đi vứt cái xác. Vứt xác? Hả? À? Ui dồi. Sao? Con lệ bố. Hả? À? Bố thuê con chở cái xác con chim con chuột thì được. À? Chứ bố đừng nói với con rằng là chở xác con thoại đi nhá. Anh điên. Em bây giờ em trói con gà còn không chặt thì huống gì? Cái xác gì? Thì thú thật với anh là như này. Mẹ em cái kia đợt vừa rồi nó nuôi được một đàn lợn. Anh hả? Chả hiểu sao mấy hôm nay chết cho giả, chết cho giả. Em vất được một hai con rồi. Mấy hôm vừa rồi toàn này vác này, bê này, rồi giờ kéo này. Nói chung đuối như con cá chuối. Mệt lắm. Lợn chết dịch ý, thì phải báo thú y. Chứ vứt đi đâu. Ảnh đúng thật. Bây giờ báo thú y nó lằng nhằng dây điện lắm. Ha? Thế bây giờ nhà em dịch thì chết có một hai con. Đã đến người ta kiểm nghiệm rồi người ta nói thế này thế kia rồi người ta hủy cả đàn lợn thì sao? Tốt nhất thả lợn trôi sông. Trôi sông á? Vâng. Cái bãi sông Hồng gần nhà mình á? Chính. Úi giời ơi, tôi biết rồi. Sao? Mấy ngày hôm nay cái mùi thối nó bốc lên ấy là do lợn nhà ông vứt ra đấy đúng không? Giời ơi, tỉ tỉ nhà chứ không phải riêng nhà em đâu. Em thấy người ta vứt thì em vứt theo gì? Cái mùi nó thối nó đã như đậm đặc như thế rồi. Bây giờ vứt ra nữa để mà chết à? Mà tại sao ấy? Lợn chết ấy thì mang ra chôn chứ thì... Ôi trời! Chôn ở đâu? À, người còn không có đất chôn thì huống gì lợn? Em nói anh ấy, công sức nuôi nó từ lúc bé đến lúc nó lớn lên trưởng thành, đùng vắt nó lăn ra chết, tốn bao nhiêu tiền rồi? À, bây giờ ấy, cứ thả trôi sông đi, xuống đấy là cá nó rỉa này. Rồi nói chung là lâu lâu nó cát bụi trở về cát bụi cho nó nhanh. Thôi thôi thôi. Sao? Cái vụ này anh không thể giúp mày được đâu. Nhớ ai người ta biết thì anh chết ấy. Anh buồn cười thật ấy. À, mà về em nói anh, anh em mình trên bến dưới thuyền đúng không? Anh phải giúp em ấy. Với cả này nhá, mình đi tiêu hủy mà là mình đi buổi đêm chứ không phải đi buổi ngày đâu nhá. Với cả này nhá, con lợn nhà em mà nó có xăm cái logo, cái mặt nhà em, cái tên nhà em đâu mà anh phải sợ không? Đúng không? Không. Okay. Anh đã bảo không là không nhá. Không có lý do lý chấu gì cả nhá. Xỉu này từ trước đến nay ấy, là đàng hoàng, đường đường chính chính, không bao giờ làm chuyện khuất tất nhá. Tình nghĩa là anh không báo cái vụ này với chính quyền ấy là may cho mày lắm rồi đấy. Một con, hai con, ba con, bốn con. Một con đang hơi ngáp ngáp tí. Năm con. Đây. Vị chi là nhà em bây giờ còn 5 con. Em tính sơ sơ một con 200, 5 con 1 triệu. Hả? Tình không được thì tiền. Ok. Hả? Từng này tiền mà anh đi uống bia uống cả tháng không hết luôn. Khá quá nhỉ. Sao? Tiền với xỉu này nó chỉ là phù du thôi. Nhưng mà thôi được rồi. Anh sẽ giúp mày vụ này. Anh em trên bến dưới thuyền đấy. Lúc hoạn nạn thì phải có nhau. Chứ đừng nói là anh vì tiền đấy nhá. Đấy. Nói thế còn nghe được. Thế lúc này có ai bảo này, anh đây chưa bao giờ làm chuyện khuất tất. Thì lúc tỉnh thế thôi. Chứ lúc say thì ai người ta tính. Bây anh nằm xuống ngủ đi. Lấy sức. Tối mình làm phi vụ nhá. Này em bảo. Coi như là em chưa xuất hiện đây. Coi như là em chưa nói gì. Anh nhớ chưa? Thôi bây giờ em phải di chuyển, không hàng xóm người ta dò ngó. Ok, nhớ nhá, tối. Cái tạc à? Mày trông như là con lợn bị dịch. Thôi, giải ra đi. Quả thì mình sống chung với lũ mình. Quạt mạnh mạnh cái tay lên. Đó là sự ô xin của ông đấy à? Ok, ok. Ông đi đâu vậy? Đi kiếm tiền chứ còn đi đâu? Sao bảo chiều nay nghỉ sớm để đi sang nhóm trẻ cơ mà? Ô hay, thắc mắc. Thắc mắc gì thắc mắc lắm thế hả? Không nói nhiều nhá. Chiều về cho 100k. Chồng với trẻ con lao quần cắp. Cứ mở mồm ra nói chuyện tiền với vợ. Ông làm mà tôi sợ tiền của ông đi à? Này, chê tiền hả? Thế thì để tôi lấy 100 ấy, tôi đi tôi uống bia nhá. Ấy này, lấy chứ sao không lấy?
tiền ở trong cái nhà này nhá, tất cả là tiền của Tú Vịt. Ở đâu của ông mà ông lấy đi uống bia? Tất cả là của Tú Vịt, đừng là bô lao ăn cặp. Nào. Không nói nhiều nhá. Ôi trời, trông như khỉ đồ. Suốt ngày thầm thầm thì thì rủ rê nhau, cứ như đi buôn bạc giả. Ôi ôi, thực sự cái mùi này thối quá, không chịu được rồi. Từ sáng đến giờ nhức cất cả đầu thế này. Đến ruồi thì cũng chả có con nào vo ve vào đây uống chi khách. Ôi ôi, thực sự là không chịu nổi đấy. Càng ngày cái mùi này nó lại càng nặng lên chứ lị. Này thì cứ thế này chắc là chết mất. Ăn làm sao được, sống làm sao được. Mũi thính quá khổ đấy mà. Ồ, tình hình này có khi phải báo ông trẻ mới được. Cái này không chịu được. Bà con chú ý, bà con chú ý. Alo, alo. Hiện tại tình hình ô nhiễm của xóm móm đang ở mức báo động. Ông trẻ ơi, cầu bà con. Ông trẻ, ôi giời ơi, giờ này ông vẫn còn đi tuyên truyền à? Ông ơi, cái mùi thối ở cái chỗ đầu sông ấy, mà nhà cháu lại ở đầu gió, không thể chịu được ông ạ. À, ông xem nào, ông tìm hiểu cháu cái. Thì đây đây đây, ông đang đi gọi loa để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của xóm mình. Đấy, không hiểu ai rất vội với thức xác lợn chết vứt, họ vứt ra sông. Đấy, xong rồi từ sông nó lại trôi về ngay cái cầu mà đầu của xóm mình. Thế là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí. Đấy, bao nhiêu dịch bệnh rồi nó lại tràn lan và phát triển như thế. Cái này quá nguy hiểm. Ông kể ra bây giờ mà tìm hiểu ra mà bắt được ai ấy là phải phạt thật nặng mà. Ông phạt thật nặng vào cho cháu. Bắt thì chưa chắc đã bắt được. Ông đã báo cáo cái việc này cho chính quyền rồi. Vâng. Họ sẽ có biện pháp. Vâng. Nhưng mà này, đợi họ có một cái biện pháp gì thì xóm mình phải chuẩn bị trước. Vâng. Đấy. Ông bây giờ, ông là cho triệu tập một cuộc họp tổ chức cho xóm mình có một cái tổ gọi là tổ dân phòng tự quản. Vâng. Bảo vệ 24/24 ở tại bến sông, không cho người nào vứt xác lợn chết xuống sông. Ông nói quá chuẩn, cái này cháu ủng hộ ông trẻ luôn. Đúng rồi, ông tối nay ra họp nhé. Vâng. Nếu... vâng, cái này ông trẻ để cháu, đây là nghề của cháu. Trời ơi, cháu lâu lắm rồi mồm cháu không có đất dựng võ. Không phải cháu. Đúng rồi, đúng rồi. Thế mà nó không quên. Vâng. Alo. Ai dạ vâng, cháu xin chú ơi, dạ vâng, cháu không làm cái gì cả. Cháu thề với chú ơi, từ trước đến giờ là cháu chưa tẩu tán một con lợn nào hết. Mày thần kinh à? Anh hả? Ôi giời ơi, ra thì anh phải lên tiếng anh nói một câu ý. Đập một cái là làm hết hồn con mụ phồn. Thế mày có gọi cho tao đâu hả? Mà mày đến nhà tao ấy thì mày đàng hoàng chính chính mới bước vào cho nó ngon lành chứ nào hả? Như là ngày cứ thậm thà thậm thụt như cái thằng ăn cắp. Quá thì bây giờ thì em với anh mà cứ gặp nhau nhiều hàng xóm láng giềng người ta nhìn người ta nghi ngờ chứ lị. Phải tỉnh. Ai nghi ngờ hả? Anh em mình làm ăn kín kẽ như thế. Ừ. Mỗi một lần ấy chở lợn chết cho mày xong nhá. Ừ. Anh về tắm rửa sửa lông mày cho cái xích lô của anh. Ừ. Nó thơm tho phải chứ. Ừ. Đâu vào đấy có phát hiện vào mát. Rót chén nước đi. Mới bắt được đâu con chim à? Định bán lại à? Hả? Chim co cái mặt mày. Sao? Thằng này lạ thật. Mỗi lần tôi nhắc đến tiền. Ừ. Là cái mặt mày ấy, nó cứ giả vờ ngu ngu là thế nào nhỉ? Hả? Chứ mà tiền gì? Ngu như nào? Hú chim ạ. Dạ. Tao đẻ ra mày đấy nhá. Dạ. Mày đừng tưởng mày qua được mặt tao nhá. Sao? Cái lợn chết nhà mày ấy, tao chở hết rồi. Hết lâu rồi nhá. Mấy con vừa rồi ấy, là mày đấu thầu lợn chết của hàng xóm. Mày chi thêm tiền cho anh mày đi. Thì cũng chính vì như thế mà bây giờ em mày sống dở chết dở này. Lỡ đấu thầu hết toàn bộ lợn chết của xóm hóm ấy, bây giờ nó đã tiêu hủy được đâu. Để đang để ở nhà hơn chục con kìa. Nó thối ba làng bảy xã này. Mẹ em đang kêu ầm lên kìa. Chuyện nhỏ như con thỏ nhá. Cứ chi thêm tiền cho xỉu này ấy. Anh phải giải quyết hết cho nhá. Ôi trời,
anh hôm qua đi làm cả ngày thành ra anh không biết gì là đúng rồi. Sao? Hai, hôm qua nhá, xóm hóm của mình nhá họp khẩn cấp. Người ta nhá đã bổ nhiệm ra một đấy gọi là cái ban cố vấn, gọi là tổ điều tra trực đêm. À, toàn bộ là ở cái chỗ mà lân cận sông. Còn bầu cả chị Tú Vịt nhà anh làm tổ trưởng tổ điều tra đấy. Bây giờ anh em mình mà cứ lảng vảng ở đấy, bà Tú Vịt bả đánh hơi thấy thì chết cả nút. Tú Vịt vợ anh á? Ừ. Ôi thôi. Thế là xong con ong rồi. Sao? Anh mày bó tay chấm com rồi. Sao? Trời anh mày không sợ. Ừ. Đất anh mày không sợ. Ừ. Ông trẻ anh mình cũng không sợ nhá. Ừ. Kể cả ông bốn. Thế nhưng mà Tú Vịt vợ anh ấy là anh hơi sợ. Ôi trời, cái chuyện đấy cả cái nước Việt Nam này biết rồi. Mình sợ đi, mình phải cứ có cái cách gì mình lách luật đi. Cách à? Ừ. Chi thêm tiền cho anh mày nhá. Dạy. Anh mày xử lý cho. Vẫn điểm hẹn cũ. Ừ. Nhưng chỗ sẽ mới. Cứ chất 2-3 con lên. Anh chở đi cho, hiểu không? Là như nào? Như thế này. Là sóng. Cao nhân, cao nhân. Ok. Của mày nó bay ra kiểu này sớm muộn gì tao cũng ung thư mũi mà chết mất thôi. Ôi, anh con gì chết chả thối mà em thấy anh thật ăn gan hùm mật gấu ấy sao mà ban ngày ban mặt đi phi tang rồi giờ mày rốt đi. Tú Vịt vợ anh ấy, nó đi tuần ban đêm thì mình ấy là phải chuyển ban ngày. Ừ. Thấy không? Yên tâm đi, đang ngồi ngoài quán ấy kiếm tiền rồi. Anh ấy có một chỗ phi tang tuyệt vời. Ừ. Cái bụi chuối cuối xóm ấy. À, hả? À. Phi tang ở đấy ấy, có ma biết. Ơi, nhưng mà... Nhưng anh... nhị cái gì? Sao thằng này nhát thế nhỉ? Hả? À, giờ này ấy, chưa nắng nóng như thế này, mọi người ấy là ở trong nhà bật máy lạnh, à, ăn cơm rồi. À. Chứ dở hơi mà ra ngoài nắng à. Ừ. Đi, cần trước. Trời ơi, anh ơi. Ha cha, ha cha cha. Thằng xíu. Dạ. Thằng phú chim. Dạ. Đi đâu đây? Chờ cái gì này? Dạ. Chờ ông trẻ. Ôi, ông trẻ đấy ạ. Trời ơi. Ông chờ cái gì? Thập diện mai phục ở đây thế này làm cháu hết cả hồn. Ừ. Dạ, báo cáo với ông là cháu chở tí hàng rồi là tranh thủ về ăn cơm với vợ. Dạ, vợ nó đang gọi. Này, ông ấy là ông làm theo quy định của xóm thôi. Dạ. Bất kỳ ai mà tiếp cận cái khu vực mà nhạy cảm này đều phải kiểm tra. Ông trẻ mẫn cán thế á. À? Bây giờ người ta kiểm tra là kiểm tra người ngoài, chứ bây giờ người nhà ai lại đi kiểm tra bây giờ ông trẻ. Đúng đấy ông trẻ ạ. Nói thật với ông chứ, nhà cháu ấy chỉ có vịt thôi, chứ đào đâu ra lợn mà phi tang. Đúng rồi, đúng rồi. Ai đã đòi kiểm tra lợn của nhà chúng mày? Nhưng mà đây này, bây giờ cứ mở cái bao tải này ra cho ông kiểm tra. Chà, có cái gì đâu mà kiểm tra ông. Đúng rồi. Dạ, không có cái gì đâu. Dạ. Cái này là tại sao lại không cho ông kiểm tra? Ông phải kiểm tra chứ không bảo là mày là cháu ông lại châm trước rồi ông bỏ qua thì không được. Ông không nói được cho ai cả. Bây không, giờ này. Trên, không. Cái hàng này là của mày à? Không, không, không phải của cháu. Không phải của ai thì sợ cái gì? Dạ. Nếu mà sợ à? Đưa tao số điện thoại, tao gọi xin phép họ hẳn hoi. À, của chị Tú Vịt. Của chị Tú. Đúng không ấy? Dạ. Dạ, cái số hàng này là của vợ cháu. Toàn trổi cùn giấy rách thôi. Dạ, quần đùi áo mây ôm ấy. Của cái Tú Vịt à? Dạ, vâng, của người nhà ấy. Của cái Tú Vịt thì kiểm tra làm gì? Đúng rồi, người nhà kiểm tra làm gì? Thôi không kiểm tra nữa. Đúng rồi, nói chung là... Để cháu kiểm tra. Kìa, bà Tú Vịt. Bà ra đây làm cái gì? Làm cái gì à? Làm nhiệm vụ.
Mở ra cho tôi kiểm tra. Cô Tú Vịt xung phong ấy là tổ trưởng tổ tuần tra. Hai tổ trưởng tổ tuần tra ban ngày đấy. Nhưng mà ban đêm cô ấy trực chỉ đến 12 giờ thôi. Chạy anh ơi, chạy đi anh ơi. Cái gì mà chạy ông ơi? Xem cái gì ông ơi? Đúng là chết rồi. Đuổi theo. Đứng lại. Lần này mà bắt được nhớ chết cái bà. Đứng lại. Anh Triều à? À, Phú Chim đấy à? Hàng quán đông khách quá nhỉ? Hả? Thấy mỗi ruồi với cả người thôi. Bắt đầu sạch mé đấy. À không. À, thì anh có mì tôm không? Mì tôm thì thiếu gì? À thế à, dán cho em cái bánh chưng. Hả? Cái thằng loằng nga loằng ngoằng. Thế túm lại ấy, là ăn mì tôm hay ăn bánh chưng? Bánh chưng rán. Ờ, à, bánh chưng rán đi gì? Ừ. Thế và hôm nay đi đâu mà lại cơm hàng cháo chợ thế này hả? Bà này. Dạ. Cái số chú ấy nhá, là hồng phát lắm. Cái gì? Bình ga ấy, anh vừa mới thay. À. Mà ga xịn nhá. À. Úi dồi ôi, ga này mà rán bánh chưng thì cứ gọi là thơm phung phức. Giòn tan luôn đấy. Giòn tan. Bật bếp đi rán luôn. Thế nhưng mà hả? Số chú hơi đen một tí. Cái gì? Anh vừa hết mỡ sao? Ăn sống đi. Thế mà bảo Hồng Phát. Hồng Phát cái con khỉ. Thế anh phải gọi em là gọi là đen mặt vận. Hồng Phát. Mà em nói anh nghe. Con vợ em nó có đi đâu đâu, nó đang ở trong nhà kia kìa. Thế à? Ôi giời ơi, bây giờ á. Ừ. Câm như hến luôn. Sao thế? Không nói năng gì cả. Ông cha ta nói không sai một tí nào. Đúng là ra đường thì sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất là vợ không nói gì. Tình trạng này mà kéo dài nhá, chắc là vợ chồng em sẽ dẫn đến là ly hôn. Ôi giời, mày bị hâm. Anh nói cho mày nghe nhé. Dạ. Mày hỏi cả cái xã hội này xem. Sao? Có một người vợ nào nó lại tuyệt vời như thế không? À? Là như nào? Ôi giời, cứ giận dỗi là im lặng. À, con mụ Tú Vịt vợ anh ấy, nhá. Một ngày ấy, nó chỉ cần tắt cho anh một tiếng cái loa thùng của nó thôi. Thế là cuộc đời anh này nở hoa rồi. Đằng này ấy, nó cứ cạp suốt ngày anh ngu hết cả tai. Trời ơi, anh nghĩ cái thoại nhà em nó không kinh khủng hả? Chị Tú mà 10 ấy, cái thoại nhà em nó cũng phải là 9 nhá, 1 9 1 10 đấy. Ngày xưa nó nói đến mức mà môi nó có kịp mọc ra đâu. Nhưng mà khổ cái bây giờ này đang giận nhau, nó câm như hến luôn. Về gặp nó mặt lúc nào cũng sưng sưng xỉa xỉa như là cái bánh bao ế. Ôi ôi ôi, khổ thân chú. Này, dạ. Chú nhá, là còn phải ăn bánh bao ế dài nhá. Mà có ăn như thế thì anh mới đắt hàng. À. Chịu khó đi. Thế hóa ra đây là em tâm sự, em share với anh, chia sẻ với anh để anh quảng cáo bánh chưng nhà anh như thế à? Hả? Thế chuyện thế nào? Kể đầu đuôi anh nghe xem nào. Là thế đấy. Bây giờ sắp đến cái ngày đấy rồi mà chưa biết là mua cái gì cho nó. Ngày gì? À, 20 tháng 10 đúng không? Ôi giời. Này, em tưởng anh Xỉu là cái người luôn luôn để ruột ngoài da mà thế nào hôm nay cũng tinh tế nhỉ? Mày hơi coi thường anh đấy nhá. Cái ngày gì thì có thể quên được, nhưng mà riêng cái ngày 20 tháng 10 ấy, ngày của chị em là cấm được quên nhá. Sau này ấy, anh mà có thác xuống ấy, anh cũng phải dạy con anh là như thế. Sao? Ngày dỗ bố mày ấy, mày có thể quên được. Thế nhưng mà riêng cái ngày của chị em phụ nữ ấy là cấm được quên. Mạnh mà quên là đêm tao về tao báo mộng, tao bóp cổ mày chết. Thế tóm lại là em mua cái gì? Hả? Mà em nói thật với anh nhé. Con chim nó thích cái gì này, con chim nó ăn cái gì này thì em còn biết được. Chứ bây giờ con thoại anh em nó muốn cái gì em không biết được. Chịu. Mày kém thế nhỉ? Ừ? Thảo nào cũng như là tóc ấy, lông bò lai. Đâu? Cái gì thì cái nhá. Riêng cái khoản này ấy, anh ấy là có thể tư vấn cho chú được nhá. Anh giảng giải cho chú đây này. Mua cái gì? Thứ nhất ấy. Ừ. Vợ nó thích cái gì mua cho nó cái đấy. Nói thế thì nói làm cái gì? Cũng chính vì điều đấy mà nó đang giận em đấy. Để Phú nói cho mà nghe này. Thằng ơi, bảo này, chồng thích mà tặng vợ cái gì cũng được. À, thế á? Nhưng mà tóm lại là mua cái gì? Thì Gucci này, chanh leo này, lôi lân vi tươi này,
hơi mệt này. Nói chung là túi sách đầy dép đồng hồ hàng hiệu quần nào, cái gì cũng được, hãng nào cũng được, vợ dễ tính mà. Chắc chê hả? Vợ biết thừa thì anh nào đâu giao tiền hả? Bây giờ gia sản của anh chỉ có chim nhá, đủ các loại chim, em thích chim gì thì anh chiều chim đấy thì được, chứ bảo mua mấy cái đấy đào đâu ra. Thế mà cũng đòi nói, người ta bảo rồi mua quà cho vợ là phải thành tâm ấy, chứ không phải cứ đến gần sát cái ngày bắt đầu bị loạn lên như thế đâu mà. Mà em nói thật nhá, em cũng không phải là cái người phụ nữ hay soi mói đâu. À, anh lấy tiền ở đâu ấy thì em cũng chẳng quan tâm đâu. Đấy, người vợ không soi mói, không kén chọn của em đấy hả? Bây giờ anh có rảnh không? Vào đỡ hộ em gái. Công nhận đấy, con vợ chú là nó trào sân hơi ác ấy. Nhưng mà tất cả là do chú cơ. Dột. Đáng lẽ ra ấy, là chú phải tự tìm hiểu rồi mua những cái món mà nó vừa với túi tiền của mình. Đang ngày chú hỏi làm cái gì hả? Chú hỏi như thế là vừa bị đánh giá là mình không để ý đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của vợ hả? Vừa tạo điều kiện cho các con mụ ấy nó yêu sách, nó đòi cái nọ, nó vòi cái kia. Rốt. Này, anh nhận xét em như thế là còn quá thiếu sót nhá. Đến bước đường cùng ấy thì em mới phải hành xử như thế thôi. Để Phú nói tiếp cho mà nghe này. Đây, 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 vợ vào đây. Đây, đây, đây có đúng là cái... À, chào em. Vợ nhìn đi, đây có đúng là cái cửa hàng mà vợ hay mua quần áo đúng không? Chuẩn không? Đi theo gọi người ta đúng không? Ờ kìa, vợ mình thì mình phải để ý chứ. Hả? Hay là để anh để ý sang con hàng xóm? Đùa thôi, nào, bây giờ nhá, đây này. Tất cả nhá, phụ kiện, quần áo, túi sách, hả? Gì những cái gì ở đây ấy, vợ lấy hết cho anh, không cần phải xem giá, thích là nhích, ưng là bực. Thật ra tật luôn á, bất kể cái gì em thích á. Tất nhiên. Ôi. Chọn. Em ơi, chồng của em thì nó xoái cái. Ôi xoái, anh xoái lâu rồi. Ôi hôn cái nào. Ôi thôi, để đêm động phòng. Nào, chọn đi. Đây, lòng đánh lòng lộn tung linh này của em. Ờ, để xuống đây. À, em cứ chọn đi. Đây, cả hơi màu hồng với nụ anh thôi. Ôi, anh ơi, cả lông, anh thích cả lông đây này. À, cứ thích lông lá. Ừ, lông trồn đấy. À, lông trồn. Đây, màu hồng nha, màu hồng này là đúng là đi vào là một phát lên đồng luôn. Nào, ngược nào. Úi trời ơi. Chân vẫn ấy nhở. Ờ, cái này không có size bé à em ơi. Cái này có size bé á. À, chỉ là đổi đôi khác, có mà đẩy. Đây, mình chưa đôi hồng đào. À, hồng đào à. Ờ, đây. Vẫn rộng à. Vẫn rộng anh ạ. Lại đổi đôi khác. Cả cái đôi lông trồn. À, lông trồn. Ờ, cho lọt. Đẹp à? Kiểu như chúng nó sinh ra để cho em ý. Ờ. Thề luôn này, nó sinh ra những đôi giày sinh ra để cho vợ với chồng. Ờ, đẹp không? Ờ, được. Lấy luôn. Đi lấy luôn, ba đôi. Được. Rồi, để đây. Ba đôi có ít không? Hay là chọn tiếp. Đến quần áo. Sáng quần áo. Sáng quần áo. Thế là xong chồng có cái áo này xinh này. Đâu? Thế anh hỏi như thế này, mấy cái đôi dép này thích chưa? Thích thì nhích. Mấy cái áo này ưng chưa? Ưng thì bưng. Em thực ra mấy cái này ở nhà em có khá một số cái giống như này, hay là để em chọn cho kỹ hơn mình. Thế thì chọn. Em muốn lấy cái nào thì em lấy luôn đi, lượn như cá cảnh ấy. Ôi giời ơi, 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Theo anh, tất cả những cái đống em chọn vừa rồi, cái nào là ưng với em nhất, hợp với em nhất? Anh thấy cái nào không hợp? Cả em đều có ở nhà. Màu đấy, gu đấy em đều có rồi. Nhưng mà riêng ấy, bây giờ ấy thì em thấy cái đôi nhăng nhánh đấy thì nó chỉ hợp với chị với xã hội thôi. Còn cái đôi màu hồng đào là cái một đôi màu đẹp nhất, anh có nghĩ thế không? Thì anh cũng nghĩ thế, nhưng mà có cần thử thêm đôi nào nữa không? Đôi này á? Ừ.
chốt sai thì rất là tiếc. Ui ui. Bao nhiêu tiền này em nhỉ? Hợp đấy. Đi con mà, em mua cái này đi. Mà đôi này hơi già, em trẻ mà. Cô em thích nhất đôi hồng đào, quyết định lấy đôi đấy cho nó dễ nhá. Quyết chưa? Chốt. 3 tiếng rưỡi rồi, bây giờ không mới chốt được một đôi giày. Cũng xin các bạn người ta chốt được cái đôi hồng đào đẹp nhất lúc nãy còn gì nữa không? Chúng ta lấy cho vợ đi, nhìn yêu mà đắm hơn chứ. Ừ, thế bây giờ người ta chốt được một đôi đấy thì... Rồi! Ừ, ra đây. Đi. Mai để đâu nhỉ? Không. Em để đây mà. Lúc nãy anh nhớ là để ở dưới này này. Em ơi. Em ơi. Này, này có cái đôi... Đôi giày hồng đào của chị đấy, chị thử chị muốn lấy đâu? Đâu rồi? Dạ đôi đấy có chị lấy mất rồi ạ. Lúc nào? Dạ vừa mới nãy thôi ạ. Không hiểu là có nhầm lẫn không. Thế nhưng mà vợ anh với lại vợ chú nhá, cứ như là hai chị em cùng cha khác ông nội ấy. Thế mà cũng cười được ấy. Vui lắm mà cười à? Hả? Cái vấn đề ấy là bây giờ em phải làm sao? Bây giờ em phải mua cái quà gì? Ôi trời ơi. Thì chú cứ về nhà anh chơi đã. Hả? Đúng không? Đến giờ anh phải về rồi nhá. Xong là anh sẽ tư vấn cho chú. Thật không? Thả thật thì sao nữa. Anh nói cho mà nghe nhé. Hiểu được mấy mụ phụ nữ này nhá, là không phải đơn giản đâu. Nó cả một quá trình nhá. Anh là anh thương chú mới lơ ngớ vào đời. Cho nên anh đi dạy chú thôi. Thế hóa ra là vì anh thương em như thương cây bàng lon. Thôi. Dạ. Ông ăn nó bánh trưng đi rồi về. Ui, vừa đi vừa ăn. Chị ơi, đây này, kiếp vừa đặt chân đến nhà anh đã bảo em đi pha trà. Trà ở đây. Tranh kỳ. À. Dạ. Được rồi. Phụ. Dạ. Cầm cái chổi quét luôn cho anh cái nhà đi. Sạch sẽ thơm tho nhá. Hơn. Thật ạ? Ô hay. Thì anh bảo là anh đến đây anh cho em bí kíp mà sao lại bảo pha trà với cả quét nhà là sao? Cái thằng này việc pha trà, việc quét nhà ấy nó có dính líu, hiểu không? À. Cho nên anh bảo mày làm. À. Anh bảo cái gì thì mày cứ làm cái đấy đi. À rồi. Nhá. Quét sạch sẽ vào. Ông tiện yên tâm. Yes sir. Úi giời. Xong. Chưa xong đâu. Cái gì? Còn cái chậu quần áo anh ngâm ngoài kia. Hả? Mày ra mày giặt xong mày phơi lên cho anh. Chị cũng liên quan à? Chả liên quan thì sao? Chưa hết nhá. Tiếp theo mày cắm cho anh nồi cơm. Hả? Rửa cho anh cái rổ rau với lại có miếng thịt ấy. Hả? Mày rán giòn lên cho anh, hiểu không? Khẩn trương. Dạ. Không đến giàu hoàng đạo đến nơi rồi. Dạ. Thằng với anh đây mấy cái món này là em chưa bỏ muối đâu, mồ hôi của em nó chảy vào này, nó cho nó ra giảm luôn. Mà em nói quỷ gì thế này? Dạ thịt nướng ấy. Anh đã bảo mày rắn vàng lên cho anh cơ mà. Hả? Đen xì xì cứ như là mày là thôi được rồi, ngồi xuống đây. Mà em nói anh này, mà anh bảo em làm mấy cái việc này này, ôi giời còn hơn cả ui xin đấy, hả? Thế tóm lại thì bí kíp đâu, tìm mãi chả thấy đâu. Hả? Tất cả những các việc chú vừa làm ấy, đấy là bí kíp đấy. Chứ còn gì nữa. Anh nói cho chú biết nha. À. Bây giờ ấy, chú cứ về nhà, chú làm tất cả những các cái việc như chú vừa làm cho anh ấy. Đúng không? À. Xong làm thế này nhá. 8 giờ thì đi làm. Rồi. 5 giờ chiều thì về.
không chơi bời, không nhậu nhẹt bia rượu gì cả, nhá. Đến ngày của chị em ấy thì chú dẫn vợ ra, đó. Nếu mà có tiền vào một cái nhà hàng nào ấy cho nó tươm tươm vào, đó. Em thích ăn gì, thích uống gì, ok. Còn nếu không có tiền, ra một cái quán cà phê thôi và tặng nàng bó hoa tươi thắm, đó. Với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó. Chỉ cần như thế thôi nhá. Em nào cũng tít mắt vào, đó. Đấy là bí kíp đấy. Cực kỳ hiệu quả luôn. Hiểu rồi. Bảo sao mà bao lâu nay ấy, anh cứ còi dĩ chả lớn lên được tí nào nhỉ? Khiếp, vất vả quá. Cái thằng lại sách mé thì ta vả cho một cái bây giờ. Chứ lại chú nhá. Còn non và xanh lắm. Anh nói cho chú biết này. Chịu khó đi, mướt mát mồ hôi đi nhá. Mình chỉ mất có một tuần thôi, nhưng mà mình được lời cả một năm cơ mà. Tội gì cái thằng nhỉ. Nghe quá hợp lý. Anh ơi, thế năm nay ấy, đến cái ngày của chị em phụ nữ ấy, thì anh đưa chị Tú Vịt đi ăn ở nhà hàng nào để em kết hợp em đưa cái thoại nhà em đi luôn. Tú Vịt vợ anh á? Ờ. Chú vất vả. Ăn miếng chả đi rồi anh ạ, truyền bí kíp cho. Anh thử xem da giảm vừa ấy, mặn lắm. Mồ hôi thánh thót như mưa rụng cảnh. Thế này nhá, Thú Chim nhá. Phụ nữ ấy, nó cũng có những cái giai đoạn mà tiến hóa của nó. Như tinh tinh, như hổ, như khỉ. Mới như vợ chú thì lại thích thể hiện, thích ra nhà hàng, thích khoe mẽ. Nhưng mà tầm tuổi Tú Vịt vợ anh ấy trở đi ấy, nhá, tất cả là quy ra hoa đồng tiền, ra khắp hết, hiểu không? Cho nên chú vẫn non và xanh lắm. Chú phải chịu khó đến anh mang bia, mang thịt, mang rượu đến, anh sẽ truyền lại cho chú. Hiểu rồi. Thế thôi, em ăn nốt miếng này. Khá quá. Em về em chuyển pha luôn cái chiêu thức của anh vừa dạy cho em. Em pha luôn. Thôi chịu khó vất vả tí nhá. San sẻ một tí đi thì mới khá được. Thôi anh em nhau nhá. Ôi, cái tàu này dạ. Ôi, lá quần này. Em để đây. Thôi, chúc thành công nhé. Bình ơi, này. Trời đất ơi. Bỏ xuống. Em có biết cái việc này là của... Anh không? Hả? Đây. Việc của em là uống món tủ của em thích đi nhá. Còn từ nay trở đi này, nấu ăn, giặt giũ, quét nhà. Hả? Tất tật tật những cái việc gì nhá, những cái việc không tên ấy, là để anh lo hết cho, anh làm hết cho, hiểu không? Công việc của em là như nào? Tối nay ăn mặc thật đẹp vào để đi ăn nhà hàng nhá. Chú ơi. Chú Gà. Vâng ạ. Thay luôn đi. Vâng. Bếp đâu? Tí em mang vào sau anh ạ. Ok, thế thì vào nhà thay luôn cho anh nhá. Sao lại phải thay ga, nhà mình còn mà anh. Không em ơi. Đây này, cái hãng ga này là cái hãng ga cực xịn luôn. Nói về cái độ mà tin dùng ấy thì cả cái nước Việt Nam này đều tin dùng cái hãng ga này. Mà anh nói em nhá, cái loại ga này mà bật tách phát nha, lửa nó xanh ngát như là bầu trời này luôn này nhá. Rồi còn cái bếp ấy mà, ôi giời cực xịn luôn. Đó, thành thử là anh phải mua bếp xịn này, ga xịn này. Để làm sao? Để anh nấu những cái bữa cơm lành, canh ngọt để phục vụ vợ. Ôi, lắm chuyện lắm ấy. Ôi giời, chưa hết đâu. Tí nữa nhá, làm xong những cái việc đấy này, anh sẽ chạy vào trong nhà tắm, anh thay luôn cái bóng đèn cho nó sáng lên. Sau đấy tiện thể thì anh hạ cái dây phơi nó thấp xuống để nó phù hợp với cả chiều cao của em. Yêu lắm ý. Em mà biết là lấy chồng sướng như này. Em đã lấy lâu rồi. Thế á? Cái gì đã anh? Cái gì đây? Đây nhá. Tôi mua toàn đồ xịn thôi. Thấy ông bảo đi thăm chỗ thân tình, thế nên là tôi mua toàn đồ đắt tiền, không cần phải phong bì nữa ông ạ. Thế này nó quá tiền phong bì rồi. Phong bì là cái gì cho nó rách chuyện ra? Như thế này là quá tươm rồi đó. Đấy. Thế bà trong hàng nhá, tôi tranh thủ đi thăm một tí, không sang tuần ấy là đầu tháng người ta kiêng không đi thăm gái đẻ. Đen. Thế thì nhanh em đi về còn ăn cơm. Chú ơi. Xong chưa? Đi luôn đấy à? Xong rồi ông ạ. Mà ngồi uống chén nước đã rồi đi cho nó. Ông trẻ, thế ông trẻ cũng quen à? Sao không quen? Nếu mà tính ra là cũng có họ hàng dây mơ dây má với nhau đấy. Cái Tú này sao lạ gì ấy nhỉ? Con bé đấy. Đứa nào thế hả ông? Trời, nó là con Tí, người yêu cũ thằng xỉu mà.
Sao mắt mày giật. Đây. Khéo là triệu chứng đầu tiên của đột quỵ đấy nhá. Ôi ông buồn cười thật đi. Thế đêm qua có đau đầu không? Đau đớn cái gì? Ý cháu nói rằng là... Thôi, hiểu rồi. Người yêu cũ, thảo nào chỗ thân tình quá. Bà buồn cười thật. Chỗ thân tình là thân tình với chồng người ta, chứ cái cô bé này ấy là chỉ quen sơ thôi. Mà ông buồn cười thật. Cháu yêu đương ngày nào đâu mà ông bảo là yêu, chỉ được cái nói linh tinh. Ông quên. Yêu ấy là yêu cái Bình với lại cái Lan. Với lại cái con bé gì xinh mà bây giờ vẫn ở không nhỉ? Vẫn chưa lấy chồng nhỉ? À. Cái Hạ. Còn con Tí này ấy là các cụ có đính ước với nhau thôi. Trời ơi. Thế mà lúc nào bồ cũng xin xét ra bảo là em là mối tình đầu của anh. Bây giờ nhá. Nhà ra bật chuột, rồi yêu đương một dở, đã thế lại còn gì? Đính ước này. Ướt vậy. Con Tú Vịt chả hiểu cái gì. Dòng họ nhà mình ấy, ở trong cái làng này hơi bị danh giá đấy. Phải là con gái thế nào thì mới được gấp đôi, phải không? Con Tí này ấy, rồi nhà nó cũng khá giả. Bây giờ nó mở cái cửa hàng mà rau sạch to đùng ở cái chỗ thằng Xỉu này hay đỗ xe đón khách này. Ôi trời ơi. Đang từ người yêu cũ, bây giờ lại chuyển sang rau sạch, lại còn đỗ xe cạnh nhau để ngắm nhau. Rồi. Ngắm nghía cái gì? Bà buồn cười thật đi. Tôi đã nói rằng là tôi đi thăm gái đẻ, có nghĩa là người ta đã có chồng, có con. Không phải nói nhiều nhá, ông bảo đi thăm gái đẻ chỗ thân tình như thế. Được rồi, bây giờ tôi đi ông. Nào, tôi đi. Khổ quá. Làm sao? Bà đi làm cái gì? Bà không thấy là trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa à? Nắng mưa là công việc của trời nhá. Nhưng mà bà ốm ra đấy để khổ tôi. Ông định ngăn cản tôi gì? Ông ngăn cản tôi thì ông đến đây ông tha hồ ông tâm sự gì? Ừ, ông muốn ngăn cản không? Đến ông người cũng không dám cản nữa. Ông ngăn cản thì đi. Giời ơi, ông thì tất cả là tại ông đấy. Cháu đã nháy mắt như thế rồi mà ông cứ nói thế. Thông cảm, già rồi nó lú lẫn thế đấy. Tại vì mắt mày cứ giật nháy nháy như thế. Ông cứ tưởng là mày sắp bị đột quỵ. Thì cháu đột quỵ đến nơi rồi đây này. Đúng rồi. Thôi, cô láo ăn cặp. Mấy cái con ruồi le ve này. Chúng mày thích le ve không? Mà đập cho phát thì chết cả tông giống họ hàng nhà mày bây giờ. Ôi à. Chị Tú ơi, chị đập ruồi hay là đập khách đấy? Cho em cốc nước chè xem nào. Uống nước tự đi vào rót. Đói quá, chị cho em gói mì tôm bò đi xem nào. Bò hết nước rồi, ăn mì tôm sống đi. Tôi cho em cái bánh chưng đi. Cái chưng chả ai dán được. Chị này làm sao mà vẻ mặt hầm hầm ra đấy nhỉ. Lần đầu tiên em thấy chị Tú Vịt là chê tiền đấy. Mà có chuyện gì kể em nghe xem nào. Không thích kể. Không kể em đi về nhá. Thôi được rồi. Ngồi ở đây. Ngồi tao kể cho mà nghe. Uống nước đi. Úi giời, anh Xỉu dở hơi ra nào chứ. Tự dưng lại bỏ cái combo mà vừa xinh này, duyên này, lại còn giàu đấy, lấy chị Tú Vịt thì em phải về xem là khéo anh dở hơi. Mày tin là quạt này phát vào mồm mày là tẹt như dán không? Ê, chị, em đùa thế thôi, chị cứ nóng tính. Người ta tuyệt vời như thế nào thì cũng làm sao ăn được chị Tú Vịt nhà mình. Với lại là người ta bây giờ cũng chồng con rồi, lại còn vừa mới đẻ xong. Chị cứ lo xa chứ. Lo xa thì không phải chị mày lo xa. Nhưng mà tao cứ nghĩ đến cái đận mà coi như là ông ấy qua mặt tao rồi ông ấy thăm gái đẻ ấy mà. Nó cứ bứt rứt đi hiểu chưa? Cay trong lòng ấy. Bứt rứt cay gì? Vì người ta xinh hơn chị đúng không? Chị có cái ảnh ấy Facebook này cho em xem ra nào. Đây này, mày đợi tao tí. Đây. Đấy, kéo sang đây. Đây. Ai đây hả chị? Con Lan nhà chị đúng không? Ôi giời.
nhìn cái đầu nó chọc lốc như thế này vẫn là xinh gái gì à? Ôi ôi, lại còn giống anh Xỉu y như đúc rồi. Chị Tú, chị làm sao vậy? Thôi chị ơi, em nhỡ mồm thôi chứ em không biết gì đâu. Chả biết nhỡ như cái gì hết. Bây giờ tao hỏi mày nhá, thế mày có giúp chị không? Mày mà không giúp chị á, chị nói với ông Xỉu á là mày tung tin ông ấy có con riêng đấy. Như nào? Quan cho em quá. Bây giờ mà tự dưng em lại trở thành nội gián á, với lại anh Xỉu mà biết anh ấy thịt em chết. Tình cảm anh em bao nhiêu năm gắn bó với nhau chị ạ. Này, thế bây giờ tao hỏi thật mày nhá, mày muốn ông Xỉu thịt mày hay là chị mày thịt mày? Tội. Hả? Dạ. Mày muốn ai thịt? Chết vì cái tội hóc, chết vì cái tội hớt chị ạ. Trời ơi, nó có cái gì đâu. Dạ. Mà chỉ diễn một tí là xong. Mày giả vờ như mày nhớ ông ấy. Ông ấy đang ở vườn đằng sau ấy, vào bây giờ đấy. Chị ơi, em vừa ngây thơ ngốc nghếch nhất cái xóm hóm đấy chị biết rồi. Em không biết diễn đâu. Không biết diễn. Dạ. Qua cò sang chơi đấy hả? Anh Xỉu, có cần gì đấy? Dạ, em đợi anh từ nãy đến giờ. Em định sang nhờ anh có tí việc. Ý anh ơi. Ấy, có việc à? Vâng ạ. Việc gì thì việc, phải để cho anh thay quần cho nó đàng hoàng. Anh ơi, không phải thay quần. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc? Làm sao phải mặc khi nóng như thế này? Anh em mình đi. Tạm đi đi anh. Trời ơi, cái thằng. Con tí đâu rồi? Sao không có nhỉ? Mấy cái số như này thì mình biết hết rồi. Em họ mày mới nhắn à? Em gọi nào nhỉ? Cái gì? Hẹn nhau năm 13 nhé. Anh sắp đến rồi. Lúc nãy gặp nhau đông người quá, không tâm sự được nhiều. Hôm nay em khỏe rồi, anh yên tâm. Chứ như hôm trước, vẫn được mình choác đã phải về rồi. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Mấy hôm nữa Tú Vịt nhà anh nó về quê, tha hồ, tranh thủ nghỉ ngơi, cho lại sức nhé. Yếu thì yếu kém lắm. Sao tự nhiên bà về quê gấp thế? À, chẳng chuẩn bị đồ ăn thức uống gì cho tôi cả. Thế thì tôi ăn bằng cái gì? Ông ăn phở ngoài no căng rồi, cần gì phải ăn cơm? Phở thì bà lúc nào cũng phở, tiền đâu ra mà ăn phở? À, thỉnh thoảng mới ăn phở thôi. Mà này, đợi tôi đưa bà ra, đằng nào tôi cũng có cái hẹn ngoài đấy. Thôi khỏi, tôi đứng đây tôi đợi ông Quang Cò một lát nó qua đó đón. Chả cần gì nữa. Chị Tú ơi, em mời đại tẩu lên xe. Đây, chị ra đây. Tôi đi đây. Ở nhà đấy.
Hà Nội cho mua. Em ba chào anh Chỉu nhá. Đi qua đấy. Chấn lắm chị ạ. Đó, còn hít sáng nữa chứ. Dậy đi, dậy đi, dậy 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 dậy. Alo, em đến chưa? Rồi, anh vào ngay. À, ok, ok. Quán bia. Tôi biết rồi. Chị ơi, giờ này vào quán bia chắc làm tí men cho nó hưng phấn đấy chị ạ. À? À, ông đang hưng phấn đây. Đâu rồi? Xỉu đâu rồi? Chị tìm ai đây à? À, chị tìm chồng chị. Mà chồng chị là ai mới được chưa ạ? Cái ông mà đi xích lô vào đây này. À, đâu nhở? Anh đã lên phòng rồi. Ôi dồi ôi, lên phòng rồi à? À. Chị Tuấn. Thấy chưa, bọn để danh ma chưa, nó đã lên phòng rồi. Mày đi theo chị. Dạ chị ơi, từ từ để em lên gọi cho chị làm gì mà nóng thế. Hỏi cần em ơi, chồng chị tự gọi. Thôi chị để em gọi cho. Thằng này, mày nhớ nhá. Quay từ đầu đến cuối chị, nghe chưa? Không bỏ sót một chỗ nào. Ôi chị ơi, lùi ra. Để em lên gọi cho. Chạy kia. Lão Sửu đâu? Mở ra. Anh Sửu ơi. Ai đây? Tú Vịt đây, nhanh lên. Tú Vịt à? Mở ra. À, tu tu, đợi một tí, đang dở. Đang dở. Ôi giời, chết chết, đang múc nước sôi lửa bỏng thế này mà anh ấy còn đang dở được nữa. Bé cửa vào. Chị Nào. Mà còn đâu? Lão này, mày phải quay từ đâu đến đấy cho chị. Mày quay hết cho chị nhá. Thằng này, bình tĩnh đi đi. Giời ơi, đi vào đây để mèo mả gà đồng. Mày quay hết cho chị nó lên thằng này. Bà còn cười thật. Mèo mả gà đồng cái gì, bà nghe tôi giải thích đã. Khổ quá, đang ăn nhậu ở ngoài kia. Thế là bị ngộ độc thực phẩm. Thế là tôi cho vào trong này. Thế là bị Tào Tháo đuổi. Rồi hạ đường huyết, lạnh toàn thân. Cho nên tôi đưa vào đây. Thế cởi quần áo ra làm gì? Tôi cởi quần áo. Hả? Tôi cởi ra để tôi ôm để nó tăng thân nhiệt. Ôi trời ơi, bà con ơi, mày quay gần mặt chị này. Thôi ai đời nhớ, chốt cho tết, đúng không? Thế mà cái bà nó cởi quần cởi áo ra, để nó chuyên nhiệt cho nhau. Cứ làm như là đóng phim trưởng ấy. Thì kiếm việc mình xưa ấy, trời ơi, làm như là cởi quần áo ra để nội công thâm hậu để chuyên nhiệt cho nhau à. Hả? Là phim con heo ấy, bà con nghe có được không? Trời ơi, thằng... Chị ơi, quay em vậy. Bây giờ chị ơi, phim đấy thì chỉ có trong ngày xưa thôi, chứ bây giờ... Truyền nội công người ta vẫn mặc quần áo bình thường. Mà không mặc gì còn tẩu hỏa nhập ma ấy. Đấy, trời ơi. Khổ quá. Thằng kia, mày không biết cái gì mà cho nó làm. À, không biết cái gì à? Mở ra, anh đặt ơi, mày mở ra. Khổ quá, sao lại mở? Vô duyên. Người ta không mặc gì. Không mặc gì mới lại quay. Mày giúp cận cho chị. Ôi, ông xin. Ôi dồi ôi, có phải gái gú gì đâu mà đòi lật chăn người ta. Đấy, ba ông cháu đi uống bia với nhau, thằng này nó bị cảm lạnh. Thằng nào? Thằng Nam, chồng cái tí. Ôi, họ hàng xa với thằng Xỉu. Xỉu, mày lật chăn cho xem. Nam thật à? Đây. Ôi, thì sao ông nhắn tin để hẹn vào phòng 53? Khổ quá, thì hôm trước ấy, đến thăm vợ nó đẻ đấy. Thế là mấy ông cháu thì rủ nhau ra ngoài này làm bữa nhậu. Trời ơi, như người ta thì nhắn tin nó phải là rõ ràng ra. Đằng này úp úp mở mở. Nào thì hẹn phòng 53. Nào đến đây thì làm mấy chuốc. Ôi giời ơi, lòng thì chưa đã. Ôi giời ơi, đến đây là cởi quần cởi áo còn nằm trên giường này. Bố ai người ta chịu được. Thế nhưng mà ai bảo ông một cái cách này à? Ai bảo cái cách cởi quần áo nằm ở truyền nhiệt thế này? Chuyện là thế này.
ông trẻ đọc báo thấy bảo là khi mà bị cảm lạnh như thế này là phải là cởi hết quần áo ra xong rồi nằm ôm nhau để truyền nhiệt. Thế mà ông ấy bảo thằng xỉu nó áp dụng ấy chứ. Không ngờ là mày lại nhảy bổ vào mày đánh ghen này, đánh ghen. Xỉu, tôi đang sốt rét đây này. Hả? Về. Ôi trời, phừng phừng như thế mà sốt rét lại truyền nhiệt, hết hồn con mũ thồn. Mua được tôm hùm đất về nhá, là em cho vào nồi một lóng bia, đập mấy củ sả, đậy vung, đun sôi nhá. Miễn sao ấy là mình thưởng thức được cái hương vị tôm hùm đất. Này, vừa rồi là nhốt ở đây à? Vâng, em nhớ em đậy rổ vào rồi mà. Ôi giời ông ơi, hả? Ông đậy cái rổ rách như thế này thì tôm ấy nó bò qua cái lỗ thủng ấy nó thăng thiên rồi. Ông biết ông bảo một con thôi nó xuống ao xuống hồ là thôi em cảm hết. Nó hủy hoại hết cả môi trường. Thế cho nên giờ ta đang tìm, ta bắt đấy. Ôi trời ơi anh, chả có con tôm hùm đất nào đây. Cố đi, vớt được con nào hay con đấy. Nhỡ chẳng may ấy, mọi việc nó có vỡ nở ra thì cũng đỡ. Này, ngoài cái tội nhá, ông bôn ông ấy xử, con thú vịt vợ anh ấy nó xử còn nặng hơn ấy. Some chicken, everybody makes them down and